Vào hồi cuối tháng 11 năm 2023, thương hiệu Wuling của Trung Quốc đã giới thiệu mẫu ô tô điện Bingo ở thị trường Indonesia, dưới tên gọi Bingo EV. Đến nay, mẫu xe điện Trung Quốc này mới chính thức được bán ra ở đất nước vạn đảo. Tại thị trường Indonesia, Wuling Bingo EV có hai phiên bản là Long Range và Premium Range với giá bán dao động từ 358 đến 408 triệu rupiah, khoảng 565 đến 644 triệu đồng. Như vậy, có thể thấy mẫu ô tô Trung Quốc này có giá khá cao và đắt hơn người anh em Wuling EV đang bán tại Indonesia. Tuy nhiên, mẫu xe này hiện đã được hơn 3.000 khách hàng Indonesia đặt cọc. Bù lại, Wuling Bingo EV có kích thước lớn hơn, thiết kế đẹp hơn và trang bị tiện nghi hơn EV. Cụ thể, xe sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 3.950, 1.708, 1.580mm và chiều dài cơ sở 2.560mm. Được áp dụng phong cách thiết kế tròn trịa và mềm mại, Wuling Bingo EV sở hữu ngoại hình khá hoài cổ. Bên cạnh đó, mẫu ô tô điện Trung Quốc này còn khiến người ta liên tưởng đến xe sang Porsche. Wuling Bingo EV có những trang bị ngoại thất nổi bật như đèn pha LED hình giọt nước, đèn LED định vị ban ngày, vành thép đi kèm ốp mâm màu bạc và đèn hậu LED. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Indonesia có thể chọn các màu sơn như Bear Beauty, xanh bạc Hà Muslin và xanh dương Galaxy Blue. Với kích thước lớn hơn EF nên Wuling Bingo EV được trang bị nội thất 5 chỗ ngồi và có khoang hành lý riêng. Bước vào bên trong mẫu ô tô điện này, người dùng sẽ bắt gặp những trang bị như vô lăng hai chấu tích hợp phím chức năng, ghế bọc da màu nâu phối trắng, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền, với màn hình thông tin giải trí cùng có kích thước 10,25 inch và giá để ly giữa hai ghế trước. Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, điều hòa kỹ thuật số, ghế lái chỉnh điện và cửa sổ đóng mở một chạm bên ghế lái, cũng có bên trong mẫu xe này. Trong khi đó, trang bị an toàn của xe gồm có hai túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, cân bằng điện tử, camera lùi, cảm biến lùi phía sau và cảnh báo áp suất lốp. Trái tim của Wuling Bingo EV là motor điện với công suất tối đa chỉ 50 kW, khoảng 67 mã lực. Ở phiên bản Long Range, xe dùng pin lithium sắt Fast LFP với dung lượng 31,9 kWh và chỉ hỗ trợ sạc chậm AC. Trong khi đó, phiên bản Premium Range được trang bị pin LFP với dung lượng 37,9 kW và hỗ trợ cả sạc chậm AC lẫn sạc nhanh DC. Với bộ sạc nhanh, thời gian tăng dung lượng pin từ 30% lên 80% sẽ là 35 phút. Sau một lần sạc đầy pin, phiên bản Long Range có thể chạy được 333 km trong khi con số tương ứng của bản Premium Range là 410 km. Cả hai loại pin này đều đạt tiêu chuẩn chống nước, chống bụi IP67. Wuling Bingo EV sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Indonesia thay vì nhập khẩu nguyên chiếc. Theo tin đồn, Wuling Bingo cũng sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào năm sau, cùng người anh em bao run dép. Xe ở Việt Nam có thể cũng sở hữu trang bị tương tự Wuling Bingo EV dành cho Indonesia.